quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Trong khi bão số 6 diễn biến phức tạp, cơ quan khí tượng phát hiện hai vùng áp thấp hình thành gần Philippines. Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines PAGASA, một vùng áp thấp ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines PAR đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 25 tháng 10. Vùng áp thấp còn lại ước tính cách đông Visayas 2.520 km về phía đông. Khả năng áp thấp thứ hai phát triển thành áp thấp nhiệt đới rất thấp. Cơ quan thời tiết Philippines đã phát hiện ra vùng áp thấp mới ngay trước khi bão Chami đổ bộ nước này vào nửa đêm 24 tháng 10 theo giờ địa phương. Thông báo được đưa ra kèm cập nhật về tình trạng mưa lớn và gió mạnh ở một số khu vực của Philippines do ảnh hưởng của bão. Ngay cả khi bão Chami, hay còn được gọi là Chami, rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines vào ngày 25 tháng 10, PAGASA cho biết có khả năng nó sẽ quay trở lại biển Tây Philippines trong khu vực trách nhiệm của Philippines vào ngày 27 tháng 10 hoặc 28 tháng 10. Theo bản tin dự báo hồi 18 giờ ngày 25 tháng 10 từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km, sức gió mạnh nhất đạt cấp 10, tương đương 89-102 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20 km/h. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 6, người dân tại các khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng của thiên tai không chủ quan. Du khách có kế hoạch du lịch biển miền Trung trong thời gian này nên chú ý theo dõi dự báo thời tiết, kiểm tra lịch bay, sắp xếp thời gian và điểm đến hợp lý để đảm bảo an toàn. Theo Cảnh sát biển Philippines PCG, hơn 10.000 người tại 115 cảng đã bị mắc kẹt do cơn bão dữ dội Christine, có tên quốc tế là Chami, tên tiếng Việt là Chami. Cụ thể, trong báo cáo từ 0 giờ đến 4 giờ sáng ngày 25 tháng 10, PCG, Cảnh sát biển Philippines cho biết, 10.236 người đã bị mắc kẹt do ảnh hưởng của bão. Tổng cộng có 2.699 kiện hàng hóa đang vận chuyển, 96 tàu thuyền và 17 mô tô ban ca buộc phải ở lại cảng, trong khi 317 tàu thuyền và 263 mô tô ban ca đã tìm nơi trú ẩn do ảnh hưởng của cơn bão. Các báo cáo ban đầu cho biết có hơn 20 người đã thiệt mạng và hơn 150.000 người đã phải sơ tán vì bão. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines, ước tính cuộc sống của 2 triệu người dân bị ảnh hưởng. Chiều ngày 25 tháng 10, cơn bão đã dần đi ra khỏi khu vực chịu trách nhiệm của Philippines PAR và tiến vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 16 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc đến 116,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tương đương 89-102 km/h, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 16 giờ ngày 26 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc đến 112 độ Kinh Đông. Trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15. Mức độ rủi ro ở cấp 3 đối với khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa. Vào 15 giờ ngày 27 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc đến 108,6 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách Quảng Trị đến Quảng Ngãi khoảng 180 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 14. Mức độ rủi ro ở cấp 3 đối với khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Trung Trung Bộ. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, sau đó đổi hướng Đông Đông Nam, tốc độ chậm lại còn 5-10 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc đến 109,5 độ Kinh Đông. Trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Mức độ rủi ro cấp độ 3 đối với phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Trung Trung Bộ. Dự báo từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Dưới ảnh hưởng của bão, từ sáng ngày 27 tháng 10, trên đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Từ chiều tối và đêm 26 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10, ở khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 1.000mm trên 3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm.
Bão số 6 Trà My di chuyển bất thường. Dự báo trong vài ngày tới, bão di chuyển chậm lại và có thể quay trở lại Biển Đông khi áp sát khu vực miền Trung nước ta. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo vào khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 10, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Đến khoảng 7 giờ ngày 27 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây trên khu vực Bắc quần đảo Hoàng Sa. Lúc này bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14. Một ngày sau đó, bão chuyển hướng Tây Tây Nam, hoạt động trên vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Tây và giảm xuống cấp 10, giật cấp 12, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp độ 3. Dự báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại và có khả năng đổi hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, sau đó có khả năng đổi hướng Đông, cường độ có suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 7, sau tăng cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao 5 đến 7 mét. Vùng gần tâm bão sóng cao 7 đến 9 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết rằng hoàn lưu bão Trà My tương đối rộng, mây đối lưu lệch về phía Tây nên Bắc và giữa Biển Đông sẽ chịu tác động của gió mạnh. Từ tối và đêm ngày 26 tháng 10, bão sẽ gây ra mưa lớn ở Trung Bộ, vùng mưa rộng từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Phú Yên. Lượng mưa lớn tập trung tại Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai. Lượng mưa có thể lên tới 200-300mm. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, sau đó có khả năng đổi hướng Nam Tây Nam. Đến ngày 26 tháng 10, bão sẽ gặp không khí lạnh và khí áp cao từ phía Bắc tràn xuống nên sẽ có hai kịch bản xảy ra. Kịch bản thứ nhất là khi bão vào gần bờ vào ngày 27 tháng 10 sẽ giảm cấp độ gió xuống còn khoảng cấp 8, cấp 9, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp gây mưa lớn ở Bắc Trung Bộ trong giai đoạn từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10. Kịch bản thứ hai là khi bão vào gần bờ ngày 27 tháng 10 sẽ tương tác với không khí lạnh và bị khối khí áp cao, áp đảo nên quay ra và yếu đi. Tuy nhiên, khi quay ra và khối áp cao biến mất thì bão có thể tiếp tục đi vào bờ trong các ngày đầu của tháng 11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7 tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão sóng cao từ 5 đến 7 mét. Biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ sáng ngày 24 tháng 10, cơn bão Trà My có vị trí tâm ở trên đất liền phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tương đương 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h. Dự báo trong ngày 24 tháng 10, bão Trà My vượt qua đảo Luzon, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024 với cường độ mạnh cấp 9, tương đương 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, tương đương 103 đến 117 km/h. Đáng lưu ý, sau khi đi vào Biển Đông, bão Trà My hướng về quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão có thể mạnh thêm 3 cấp, cấp 12, giật cấp 15. Nhưng khi bão đi qua quần đảo Hoàng Sa, khả năng đổi hướng và di chuyển chậm lại. Các chuyên gia nhận định, cơn bão này có diễn biến rất phức tạp và khó lường. Theo dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và cường độ bão có khả năng mạnh cực đại. Đến 7 giờ sáng ngày 26 tháng 10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Trong 24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên tốc độ và di chuyển theo hướng Tây, cường độ khả năng giảm nhẹ. Đến 7 giờ sáng ngày 27 tháng 10, tâm bão Trà My ở trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.
từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, sau có khả năng đổi hướng Nam Tây Nam. Về đường đi của bão Trà My, Cơ quan Khí tượng Việt Nam nhận định, đây sẽ là cơn bão kỳ dị, khó lường. Trong 3 ngày tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và Tây Tây Bắc. Khi áp sát vùng biển các tỉnh miền Trung nước ta, bão sẽ rất khó lường do sự chi phối của nhiều điều kiện. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là đến ngày 28 tháng 10, khi áp sát vùng biển miền Trung, bão đổi hướng Tây Nam, di chuyển ngược ra biển. Tuy nhiên, vẫn có xác suất bão đi vào đất liền các tỉnh miền Trung. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất về bão Trà My. Do ảnh hưởng của bão Trà My, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông hôm nay có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, tương đương 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão từ 5 đến 7 m, biển động rất mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ngày 23 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo chủ động ứng phó với bão Trà My gần Biển Đông. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, bao gồm vùng biển thành phố Hồ Chí Minh, có gió Tây đến Tây Bắc cấp 4, giật cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 2,5 m. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các địa phương sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền hoạt động trên sông, biển, cảng biển, theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của bão qua các phương tiện thông tin đại chúng. Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Chi cục Thủy sản, Đài thông tin Duyên hải thành phố thường xuyên thông báo đến các phương tiện, tàu thuyền về đường đi của cơn bão để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm trong vòng 72 giờ tới. Các địa phương, đơn vị cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp. Kịp thời thông tin, báo cáo những tình huống bất lợi về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 23 tháng 10, cơn bão Trà My có vị trí tâm ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 124,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, khoảng từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo, đến 7 giờ ngày 24 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, vị trí bão tại 17,1 độ Vĩ Bắc, 120,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía tây đảo Luzon, Philippines. Cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, vùng nguy hiểm vĩ tuyến từ 14,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sau khi đi vào Biển Đông, bão Trà My có đường đi rất phức tạp, đến mức các mô hình dự báo tới giờ vẫn chưa đi đến thống nhất là bão Trà My có vào nước ta hay không. Thậm chí, nhiều mô hình đang cho rằng bão sẽ đến sát bờ biển phía đông nước ta, bờ biển miền Trung rồi đứng yên tại chỗ. Có lẽ bão Trà My và nước ta sẽ gọi là bão số 6 khi nó đi vào Biển Đông, là cơn bão mà các mô hình của các cơ quan khí tượng lớn khó tìm được điểm chung nhất trong mùa bão năm nay. Hay nói cách khác, bão Trà My là cơn bão thuộc loại khó dự báo nhất. Kể từ khi bão Trà My hình thành đến ngày 23 tháng 10, một số mô hình nổi tiếng nhất bao gồm Trung tâm Cảnh báo Liên hợp của Mỹ, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, Cơ quan Khí tượng Philippines vẫn chỉ đưa ra đường đi dự báo của bão cho tới khi nó đến gần bờ biển miền Trung nước ta, vào khoảng ngày 27 tháng 10 hoặc ngày 28 tháng 10. Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta cũng tương tự. Đường đi dự báo của bão Trà My dừng lại ở thời điểm này, không có dự báo bão, bão đổ bộ hay suy yếu hay tan như với các dự báo của các cơn bão khác, mà không thể có chuyện một cơn bão đi đến đây bỗng nhiên lập tức biến mất. Có thể các dự báo thể hiện như trên do mức độ chưa chắc chắn về cơn bão này rất cao, bởi nó chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm gió khi đến gần bờ biển nước ta. Theo thông tin của Trung tâm Cảnh báo Liên hợp của Mỹ, các mô hình có sự khác biệt đáng kể.
Nhiều mô hình chỉ ra một điều khá lạ là bão Trà My sẽ đứng yên ở vùng biển phía đông nước ta, trong khi vẫn duy trì cường độ của một cơn bão. Chỉ có duy nhất mô hình GFS, hệ thống dự báo toàn cầu của Mỹ, là cho rằng bão sẽ tan dần khi đi vào miền trung nước ta. Tuy nhiên, mô hình của Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh và của Trung tâm Dự báo Thời tiết Hạn vừa châu Âu lại nhận định bão Trà My khi đi đến sát bờ biển miền trung nước ta sẽ đổi hướng, vòng ngược ra biển, rồi đi lòng vòng trên biển và có thể sẽ vòng lại nước ta một lần nữa, cường độ chưa biết thay đổi như thế nào. Dù sao, việc một cơn bão không đổ bộ và đứng yên ở gần bờ biển hoặc đi lòng vòng ở vùng biển gần nước ta cũng là rất đáng chú ý. Vì bão mà đứng yên thì nó càng có nhiều thời gian để trút mưa xuống. Vì vậy, từ khoảng ngày 26 tháng 10 hoặc ngày 27 tháng 10, ở nhiều tỉnh miền Trung có thể có một đợt mưa lớn kéo dài vài ngày, tùy diễn biến của bão. Nên người dân lưu ý thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương.